Em đang đứng dưới mưa để livestream với các bác nhá. Các bác ủng hộ em bằng việc thả tim thả like cho em với ạ. Nát em mỗi bác cho em xin một ít tim ít like, đang đứng dưới mưa để like đấy mọi người. Like thả tim thả like ủng hộ em với ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người. Đường rất là trơn luôn. Không bạn ơi, bầu rất là đảm bảo. Bầu rất là đảm bảo cho mọi người nhá. Alo em nghe đây anh ơi. Đâu em dâm ủ thì nó ấy như thế, về mình tách ra được mà. Dâm ủ vào trong đất tức là bọn em đánh nó rồi. Đánh đảm đảm bảo anh ơi, cái hàng đấy là hàng dâm ủ không phải hàng đánh đất. Vâng, đánh xé được ạ. Vâng, đánh xé đảm bảo anh ơi. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng, vâng. Ok anh, thế nhanh nhá, em chào anh. 100 cây đây này, em đang bán cả vườn 100 cây này, bán cả vườn 100 cây này giá 300k này ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhé. Em bán cả vườn này là 100 cây thì xe bạn sẽ chở làm 3 chuyến vì nhà bạn có xe. Thì bạn ấy sẽ đánh làm 3 chuyến, từ sáng đánh nhưng không mưa, bây giờ nó mới mưa nhẹ. Và trời mưa này thì hàng quất nằm nhà nào mà quất mà hỏng dễ, mà đánh về mưa thì cây nó rất dễ bị hỏng. Còn cả hàng này nhà em là hàng lá rất là xanh, cả mưa các thứ đánh thoải mái luôn này. Lá xanh, hàng dễ đẹp mà. Lá rất là đẹp luôn. Lá xanh giòn luôn. Cây có giá 300k không bạn? 50 cây được nhá. 50 cây thì có thể ưu tiên giá đấy nhá. 50 cây có thể ưu tiên được giá đấy nhá. Bạn bạn mua 50 cây thì qua Zalo số điện thoại của mình là 0969162214 giúp mình nhá. Các bác ơi, các bác đang xem live, các bác thả tim thả like cho em vợ. Các bác thả tim thả like, thả cho bác nào chưa follow thì cho em xin một lượt follow nhá. Nhà em ngoài cái hàng quất bưởi ra thì nhà em còn có rất nhiều các mặt hàng khác như là mẫu đơn, mộc hương, hoa hồng, sung nếp siêu quả cũng là mặt hàng nhà em bán cực kỳ chạy luôn. Sung xanh phi đấy, cây cảnh, cái bonsai các loại đấy. Mà Tết này thì người ta mua hàng Tết nhiều nên em tập trung bán hàng Tết. Nên em tập trung bán hàng Tết. Phố lối đi còn xa không em, phố lối đi vào vườn em khoảng tầm 30 cây nữa. Có đào, đào thì em không làm đào, đào thì các bác về Nhật Tân các bác mua nhá. Đào thì các bác về Nhật Tân nhá. Nhật Tân ở trên Hà Nội ạ. Vườn đào Nhật Tân nổi tiếng nhất miền Bắc luôn đấy ạ. Đào thì các bác về Nhật Tân, vườn đào Nhật Tân nổi tiếng nhất miền Bắc luôn. Các bác cứ về đấy là còn loại nào cũng có luôn. Quất này thì ở Hưng Yên ạ. Các bác mà muốn mua đào nhá, các bác vào hội hoa đào ấy. Các bác vào hội hoa đào Nhật Tân, đánh vào trên Facebook của cái hội nhóm ấy thì là các bác vào cái hội nhóm là hội hoa đào Nhật Tân ấy. Các bác tra là người ta bán rất là nhiều trên hội nhóm luôn. Người ta bán rất là nhiều trên hội nhóm này. Nếu các bác ở xa, các bác muốn mua xỉ, các bác cứ vào hội nhóm hoa đào Nhật Tân và tìm những địa chỉ bán hàng tương tác tốt mà uy tín ấy làm các bác mua được ạ. Quất là nhà em bán 300k một cây nha các bác nhá. Quất là thì tại Hưng Yên. Hưng Yên. Vân Giang Hưng Yên. Làm em ở dưới đây. Sung đất là gì nhỉ? Quất đẹp luôn nha, nhà em quất đẹp luôn, em quay này. Em quay quất đẹp luôn này. Lá xanh gì luôn. Cây vừa có quả chín này, vừa quả xanh này. Vừa quả xanh, vừa quả chín, vừa hoa, vừa lá, vừa lụ này. Vừa hoa, vừa lộc, vừa lá, vừa lụ luôn. Lá xanh 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 đét luôn đấy ạ. Thằng đẹp luôn nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Mua 10 cây thì 350k nhá mọi người nhá. Mua 10 cây thì 350k. Mua 10 cây thì 350k mọi người nhá. Còn đây là các bạn ấy lấy xỉ cả vườn 100 cây thì được giá 300k ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhé. Quất em bán giá 300k một cây nha mọi người nhá. Ui dân mình giàu lắm các bác ơi, dân mình không nghèo thế nào đâu. Thật sự đấy. Em bán hàng hoa cây cảnh này em biết dân mình không nghèo tí nào luôn. Anh ơi, anh xếp quất chưa? Anh gọi cho chị Lệ, anh đưa 8 triệu rưỡi cho chị Lệ cho em. Nát em mới ra được cơ, em vẫn đang xếp hàng bên này. Vâng, số em cho đấy.
anh cứ đưa cho chị là được nhá.